Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấm ôm con tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, con thấy mẹ buồn. Nhìn cánh đồng xa xanh, con nhớ về mẹ. Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà. Và từ bầu trời rất cao, mong ước con yên bình. Mẹ ngồi buồn ở chốn xa nhớ con tu hành.
và còn ban cho thời kinh. Thầy như nắng tan ra lạnh, thầy như trái cây thơm lành, nguyện tinh tấn con tu hành. Thầy trong tấm áo nâu sòng mà lòng thương hơn đại dương. Thầy ước muốn thế gian này đồng vang tiếng A Di Đà, làm tan biến tâm mê tà. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Và đại đức Tăng Ni trong đạo tràng thanh tịnh chúng, từ bi hoan hỷ bố thí cho, hôm nay tại chùa Thiên Phúc, khu Thọ Hai, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, có sư thầy Diệu Thảo, sư thầy Diệu Hồng con cùng toàn thể các quyến bữa trước đã thân lâm về các chốn công quán, cung thỉnh trên chư hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ vân tập tại chốn chủ xứ ngày hôm nay để cầu siêu cho tuần lâm ngũ thất của chân linh cố mẫu sư thầy con là Bùi Thị Lu, hiệu Diệu Lương, chân linh nguyên mệnh sinh ư bính thân niên muội nguyệt nhật thời thụ sinh hưởng thọ 65 tuổi, mất ngày 17 tháng 9 năm Canh Tý, an táng tại nghĩa trang Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, phụ tiến chân linh của nghiệp sư, cố phụ là Hoàng Xuân Rục, tự Phúc Nhu, chân linh nguyên mệnh sinh ư Ất Sửu niên, muội nguyệt nhật thời thụ sinh hưởng thọ 96 tuổi, mất ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý. Thời giờ này hợp thời, hai sư thầy con cùng toàn thể gia quyến ra đê đầu đỉnh lễ, trước là chào mừng trên hòa thượng, thượng tọa đại đức Tăng Ni. Sau nữa, các sư thầy con xin cung thỉnh ăn mày trên ngưỡng quý ngài từ bi hoan hỷ bố thí cho. Vân tập cung thỉnh các quý ngài vân tập tại đạo tràng siêu hương chúc Phật. Và hai sư thầy con cùng toàn thể gia quyến ăn mày trên chư quý ngài từ bi hoan hỷ bố thí cho một tuần tụng kinh quyển năm Lương Hoàng. Ngưỡng mong trên chư hòa thượng, chư thượng tọa đại đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ, hứa cả cho các sư thầy con cùng toàn thể gia quyến chúng con được ân chiêm mỗ phận công đức ạ. Nam mô. Thầy cũng đã kiền thỉnh chư tăng vân tập tại chốn trụ xứ đây. Thời giờ này chư tăng đã hoan hỷ nhận lời của các quý thầy cùng với lại gia đình. Để kiến tăng hoan hỷ các thầy cùng với lại gia đình các đạo hữu có lời để bái chào trên chư tăng, cũng như là có lời để đưa trên chư tăng lên chính điện để niêm hương
bạch Phật để tụng kinh cầu siêu cho các chư vị chân linh vãng sinh an lạc quốc, gia đình được đắc bảo bình an. Thời giờ này các quý vị ban chức sự đã thay lời cho các quý thầy cùng gia đình có lời đáp bạch. Chưa đang nhận lời của các quý thầy và gia đình, xin sắp xếp cho công việc của ban tổ chức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đạo tràng giáo thủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Xin mời các Phật tử chúng ta ngồi đu lên trên này. Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, thưa các đạo hữu Phật tử, thưa toàn thể đại tràng. Thời gian này chư Tăng đã dân tập trước đàn tràng để nghi thức để có lễ cho sở cầu của gia đình sám tổ các quý thầy cũng như đạo tràng. Thì xin tụng quyển thứ 5 của kinh Lương Hoàng Sáng về nghi thức chúng con xin các bạch cung thỉnh chư tăng lễ tam bảo, tam bái hiến hương, tam bảo nhất bái sám hối. Sau sám hối chư tăng bình tọa tụng lô nhang các chú tịnh tam nghiệp vào khai kinh và bắt đầu tụng từ đầu quyển thứ 5 đến hết quyển 5. Bát Nhã đệ tử Lăng Nghiêm niệm Phật Di Đà một trường chú thánh hiệu, nó có thể hồi lễ tạ và hồi hướng về nghi thức. Chúng con xin tác bạch chư tăng chứng minh cầu siêu cho tuần thứ 5 của vong linh Bùi Thị Du, Hiệu Diệu Dương và vong linh Hoàng Xuân Húy Dục và Kỷ Huyền Thất Tổ. Chúng bạch chư thiện tiền chư tăng tác đại chứng minh. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà thiên cung kính nhà tăng kính lễ thờ vương và gửi thượng trụ tam bảo. Nhà tăng kính lễ thờ vương và gửi thượng trụ tam bảo. Nhà tăng kính lễ cùng kính nhà tam kính lễ thờ vương.
chướng quy mệnh sám hối. Ngã đệ tử chúng đăng đại vì chân linh bùi thị hiệu du hiệu diệu dương nguyên mạnh sinh ngư bình thân điên muội nguyệt nhật thời thủ sinh hương lục thập ngũ tuế đại an vũ canh tí niên cửu nguyệt thập ni thất nhật lương thời mạnh trung tịnh cập hương linh hoàng dân quy dục tự phúc như nguyên mạnh sinh ngư ất xíu niên muội nguyệt nhật thời thủ sinh hưởng kỷ di cứu thập lục tuế đại hạn ni vu canh tí niên cửu nguyệt nhị thập nhất nhất lương thời mạnh trung phổ cập tam hữu pháp giới trung dinh chi tâm sám hối vạn bề chư a nghiệp giải do vô thủy tham sân si tổng thân khẩu ý thế nhớ thiên ngã kim giải sa môi như thị nhớ thiên chư nghiệp chướng tân giải tiêu diệt tận vô dư niệm niệm chú pháp giới quang độ chúng sinh giải bất thoái sám hối di quy mệnh lễ a di đà phật biến nhớ thiên tam bảo lô hương gia nhà vang rơi mong ân chư và lại hỏi thân giáo văn thì chư kế tưởng vân banh ký vương ân chư và thiền toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát tình đầu nghiệp chân ngô năng tu lì tu lì ma tu lì tu tu lì tát bà tu lì tu lì ma Nam mô Đường Ai Hà
oán thù với nhau. Vì sao mà biết? Vì không có oán thù thì không có ác đạo. Nay ác đạo không giúp ma được, còn mai nên biết oán thù không bao giờ cùng thần kinh dây thăm thế thầy. Chúng sinh đều có tâm tư, tâm trí đều được đều là nơi chúng sinh tâm thương nhân đạo tham. Yeah.
lai thượng đế chân kiếp thiên tối hậu và thanh dương đợt nguyện tham đi và tham án dương và tham quỷ đi như yếu nhân chất chân quý ước nhân chất chân công như gì về nhân trở buồn bất cùng mà kiên chi kiến gì nhân thương ước gì ước nhờ không ai thánh hiện kiến phát cứu mà phát biến bất ta vốn kiện từ ác tâm khai từ ác thanh biết vương quan chân dương và bản nhân nhờ dĩ niệm và tâm nhờ vô sinh nhân kiến vô thư giới dương niệm và nhân quý ưu tình đồ phật vẫn kiến công độ căn tinh thiền thượng kế đắc tâm ba địa thứ bị đệ nhất na di đà phật thân kim tam tướng áo quang minh vô lăng vấn bày là huyền truyền ngũ thu kỳ dương nam mô thấy vương thượng là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di đà phật Namo Adhira Vat, 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 tập phổ tiến tam thế oan gia
kiểu thù chấp đối đẳng chữ ưng hòn. Duy nguyên nhất chân bất muội lục dục đốn không vinh thoát nhân gian sinh tử căn trần. Đốn nhập Như Lai bảo mình không ngại quan âm tác bản thế chi vi bằng. Bát đức chỉ chung thân tài đăng kiểu liên đài bạn nhập thiếu giao. Thần vỡ thịnh vực nghiệp ta trần lão liên cai kiểu phẩm chi hoa vật thụ nhất sinh chi kỳ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi Thiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiếp Dẫn Đạo Sư Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đạo Sư A Di Đà Phật. Tụng kinh không hướng từ thắng anh vô thiên có quyền toàn thể chư chúng sinh cao vang vô lượng quang và sai thờ phương tam thế nhất thiên và chư tôn bồ tát ma tát ma bát nhã ba la mật tư sinh kiều hữu đồng đăng hoa thẳng nguyện môn còn nhà tỷ nữ tinh ngài đăng bà thế giới tam giới đại tự tứ tinh từ vô nhân thiên giáo chủ thiên mấy cương hoa thân bản chư hòa thượng thích ca mâu ni phật. Nam mô sa bà thế giới tam giới đại tự tứ tinh từ vô xuyên đến siêu đến đây đã được thập phần viên mãn. Con xin thay lời cho nhị vị sư thầy xin cung thỉnh trên chư hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni quy cư tại nhà tổ trái y nghỉ dưỡng lao uống nước. Sau đó gia chủ chúng các phật tử chúng ta đứng lên để cung đón các quý hòa thượng hồi quy nhà tổ. Phật Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng mái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư đại đức tăng, chư đại đức ni. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm Canh Tý. Trước đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh, trong bầu không khí ấm cúng của chư tôn thiền đức, toàn thể gia quyến chúng con có duyên sự đầu thành đính lễ, con xin dâng lời tác bạch. Kính bạch quý ngài, thời gian thấm thoát qua mau mới ngày nào đây thôi.
hàng tăng quyến chúng con đã phải ngậm ngùi nuốt lệ sầu thương, tim gan quặn thắt, để đưa tiễn người mẹ hiền thương yêu về nơi an nghỉ cuối cùng. Thật là một sự ra đi vĩnh viễn biển biệt trong cõi hư vô. Với sự chia ly ngăn cách này, chúng con làm sao khỏi âm thầm nuốt lệ buồn đau khi tưởng nhớ đến đấng sinh thành đã khuất bóng. Chúng con kính nghe ơn cha, cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi, dù cho dâng cả cuộc đời cũng không trả hết ân người sinh ta. Với ân đức của mẹ cha như trời cao khó với, như biển rộng khó đo, dù cho chúng con có lấy bút tu di sơn chấm cùng mực đại dương đến bốn biển viết vào trang giấy vô tận, thời gian cũng không sao tả hết thâm tình của mẹ cha. Thân mẫu ơi, cả cuộc đời vì chúng con mà mẹ hao mòn thân thể. Nhớ khi xưa chúng con còn nhỏ, gia đình khó khăn, mẹ vất vả ngược xuôi buôn bán tảo tần sớm hôm, no từng miếng cơm manh áo cho chị em con, mà thân mẫu đã vật lộn với đời bao năm sương gió ở biển khơi để kiếm cho chúng con no cơm ấm áo. Chính vì chúng con mà thân mẫu không quản gian lao khó nhọc. Thân mẫu là một người kiên cường chịu đựng, nên chúng con luôn nhận được sự vững mạnh bao dung thân che chở và nâng đỡ, tiếp sức cho lý trí và niềm tin để giúp chúng con vững bước vào đời. Dù muôn ngàn sóng gió, đúng như lời nhà thơ Tú Xương đã thốt nên, quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng, nặn nội thân cò nơi quãng vắng, eo rèo mặt nước bùi đò đông. Rồi thời gian trôi qua, chúng con được sống trong tình yêu thương của mẹ đến mãi khi trưởng thành chững chạc. Thân mẫu lo cho chúng con yên bề gia thất, từ đó chúng con đứa thì xuất gia học Phật, đứa thì tất bật với công việc vun vén cho hạnh phúc gia đình. Bé nhỏ của mình, ôi tình thương của mẹ không thể dùng ngôn ngữ nào tả cho hết được. Nghĩ đến mẹ yêu bỗng nghẹn lời, làm sao báo đáp vẹn người ơi. Thế nhưng giờ đây nhìn lại đoạn đường đã qua, trong hiện tại đấng mẹ hiền không còn nữa. Thân mẫu chúng con đã vĩnh viễn từ biệt cõi trần, về thế giới bên kia mịt mờ xa thẳm. Trong không gian và giữa thời gian của kiếp người, chúng con làm sao tìm lại hình ảnh của mẹ hiền trong cuộc sống. Vậy nên mất mẹ rồi, dù già vẫn ấu thơ, dù cao như núi vẫn mong chờ, dù giàu sang cũng thấy mình đau khổ, dù sống nhưng hồn cũng ngẩn ngơ. Chúng con vẫn biết rằng thế sự vô thường, thân người giả tạm, nay có mai không, thay đổi mau chóng. Nhưng với cảnh biệt ly mất mát to lớn này, chúng con làm sao quên được hình bóng người, thân mẫu hiền lành kính yêu. Ngẩn ngơ trước cảnh vô thường, hiểu mà vẫn thấy đau thương ngút ngàn. Hôm nay nhân tuần năm đệ ngũ thất, thân mẫu của chúng con là Hương Ninh Bùi Thị Ru, hiệu Diệu Rương, tạ thế ngày 17 tháng 9 năm Canh Tý, hưởng thọ 65 tuổi. Chúng con vâng theo lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, thành tâm sắm sửa trai diên trước cúng dường mười phương chư Phật, thứ đến cúng dường hiện tiền chư tôn đức tăng già. Nguyện nhờ phúc duyên này mà thân mẫu của chúng con sớm vãng sinh miền lạc cảnh.
Chúng con cũng nguyện đem công đức này hồi hướng đến cửu huyền thất tổ và hết thảy chúng sinh được siêu sinh tịnh độ. Giờ này đàn tràng thanh tịnh pháp sự chu viên, chúng con thành kính tác lễ cúng dường, ngưỡng mong chư tôn thiền đức từ bi nạp thọ cho thân mẫu chúng con được trượng thừa công đức, và gia quyến chúng con hàm triêm lợi nạc nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát. Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát. Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát. Nam mô a di đà phật. Kính bạch trên, chư tôn thiền đức đã chứng minh và nạp thọ cho rồi, còn ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ huấn thị vô giá, chúng con xin y giáo phụng hành và thành tâm đỉnh lễ bái tạ. Quý ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi, tuổi cao sức yếu, Phật sự đa đoan, không phụ nòng thỉnh cầu của chúng con mà quang lâm nơi chùa Thiên Phúc để chứng minh trai lễ. Với ân đức đó, lời nào đây diễn tả cho cùng, lời nào đây chúng con nói nên cho tận. Chúng con chỉ biết thành kính tri ân sâu sắc nhất, kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, chúng sinh độ tận, Phật sự viên thành. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Thế là trăm năm nước chảy hoa trôi. Giờ ai ngồi lại hát lời tự sinh, trời mênh mông, nước mênh mông, giờ ai rượu áo một mình qua sông. Vừa rồi là lời tác bạch chí thành chí kính của gia quyến chúng con dâng lên cúng dường hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng ni. Qua đó cũng nói lên nỗi niềm của người con mất mẹ, người cháu mất bà, với đôi dòng tưởng niệm về người mẹ hiền kính yêu của nhị vị sư thầy. Để cho lễ nghi được trọn đủ, cháu con được vuông tròn hiếu sự, chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Thanh Trường hoan hỷ ban lời pháp nhũ sách tấn cho nhị vị sư thầy, cũng như trong gia quyến chúng con được ân triêm mộ phận công đức, chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa. Có một Tuyền Liên Bồ Tát Tác Đại chứng minh, chúng con xin được thay lời trên chư Thượng Tọa Chư Tăng nhận tiền đại chúng. Hôm nay cũng là nhân tuần đệ ngũ của Hương Linh Cụ Bùi Thị Du, Diệu Diệu Hòa Dương, cũng là thân mẫu của hai chư thầy, và cũng là người mẹ, người bà, người vợ kính yêu của trong gia đình bán tiếp gia bà quy ẩn tổ tiên. Hôm nay là tuần thứ 5. Thế thì cụ trên trần thế thì cũng có phúc đức nhân duyên sinh ra được các quý thầy, rồi lại cho đi xuất gia làm đệ tử của Phật, mà được làm ở trong thôn Thiền Môn. Thế thì hôm nay thì cũng các quý thầy thì cũng thực hiện những nghĩa vụ của người con, là rồi cũng được sự hoan hỷ của thầy nghiệp sư thiết tập trai đàn tại chùa đây, tiền thỉnh chư tăng đi về tốn chủ xứ đây để niêm hương bạch Phật, lễ bái tụng kinh cầu nguyện, hồi hướng cho các chư vị chân linh cửu huyền thất tổ. Nói chung thế, chúng ta thì người xuất gia đương nhiên là ai cũng hiểu rằng
phải tức là báo hiếu qua sư trưởng rồi phụ mẫu một kiểu liền thất tổ. Báo hiếu thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta là có rất nhiều cách báo hiếu. Báo hiếu khi cha mẹ còn hiện tiền, rồi báo hiếu khi cha mẹ quá vãng quy ẩn tổ tiên. Thế nhưng mà cái báo hiếu mà lớn nhất đó là phải hướng cho cha mẹ biết quy tam bảo, rồi nương nhờ vào lời dạy của Đức Phật để mà tu tập làm sao để giải thoát được cái kiếp sống nhân sinh của con người, trôi trong ba đường sáu nẻo, rồi biết niệm Phật, rồi biết tu tâm tích đức để cầu về cõi Tây Phương Cực Lạc, rồi chứng được pháp thân để giao du nơi Cực Lạc. Lễ bái cầu nguyện để quy y cho các chư vị hương linh một niệm cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta cũng được hiểu rằng là Đức Phật dạy đệ tử của Ngài là Mục Kiền Liên, mặc dù là đã chứng được đệ nhất thần thông, nhưng mà cũng một mình thì khó có thể tức là cứu được mẫu thân. Bởi thế cho nên phải nương nhờ vào cái uy đức của chư Tăng. Trước tiên là nhờ vào thần lực của mười phương chư Phật, cái Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, rồi nhờ vào uy đức của chư Tăng. Bởi thế cho nên hôm nay các quý thầy cùng với gia đình cũng muốn báo hiếu cho Tiểu Huyền Thất Tổ nói chung, cũng như là hương linh của cụ Bùi Thị Du và hương linh của cụ Hoàng Xuân Dục nhân tuần đệ ngũ. Thì khát ngưỡng công đức đó, các quý thầy cũng kiền thỉnh chư Tăng. Chư Tăng cũng đã nhận lời đến trụ xứ với cái công hạnh tu tập của mình và chí nguyện cùng với lại các quý thầy và gia đình để cầu nguyện hướng cho các chư vị chân linh xả bỏ báo thân để mà có đầy đủ phúc đức nhân duyên sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thời giờ này công việc lễ nghi tụng niệm cho các chư vị chân linh đã được viên mãn. Hai quý thầy cùng với gia đình cũng cảm niệm cái công đức của chư Tăng đã nhất tâm để hồi hướng cho âm thì được siêu sinh, dương thì được bình an, và cũng là hợp thời trai ngọ. Các quý thầy cũng kiền thỉnh sửa được trai nghi trên cúng thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, và hợp thời cúng dường hiện thiền chư Tăng. Thì các sư cũng xin được nạm thụ và một lần nữa cầu nguyện cho các hương linh được siêu sinh về nơi an lạc quốc, để cầu nguyện cho các quý thầy thân tâm luôn được an lạc, trụ xứ thì được hưng long, và cũng hồi hướng cho gia đình thân nhân quyến thuộc luôn luôn được bình an. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Trên chư tôn thiền đức đã ban lời pháp nhũ cũng như sắc tấn cho rồi, chúng con nguyện y giáo phụng hành, và sau đây là hữu duyên tùng duyên, hữu sự tùng sự, phương tiện trong phương tiện. Gia quyến chúng con xin dâng lên lời tri ân cảm tạ chư tôn thiền đức cũng như các Phật tử gần xa. A Di Đà Phật. Cũng phải một lần hơn tất cả các chư duyên này cũng xong luôn đấy ạ. Kể cả là có hồi hướng thì cũng xin hồi hướng luôn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trước khi thụ thực cần để hiện tiền tăng cúng niệm Phật để cầu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật.